Chào mọi người ha. Chiều hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người với con laptop Dell Latitude 7370. Con này là màn hình 13.3 inch, rất là gọn. Nếu như mà ai mà thích cái dòng máy mà Dell vỏ nhôm mỏng, sạc tai si, full viền thì mình nghĩ con này là rất là hợp lý luôn, dành cho văn phòng hay là học sinh, sinh viên rồi cũng hợp lý lắm. Đầu tiên là cái vỏ, nó là vỏ nhôm nha mọi người, full nhôm, thiết kế y hệt XPS, không khác xíu nào luôn. Mình thấy có một số kênh người ta còn nói là XPS nữa, nhưng đây là 7370. Thì trước khi mà đi vô cái đi kỹ cái vỏ ở bên ngoài thì mình quay ở bên trong cho mọi người xem là full viền như thế nào mọi người. Đây nè, full viền, thiết kế viền mỏng dánh luôn mọi người ha, thiết kế rất là đẹp. Có thể bật ngửa như thế này, màn hình full HD. Nó là 13.3 inch nha mọi người, nhưng mà mẫu nó full viền cho nên nhìn cái laptop nó gọn lắm, cầm lên nó gọn y như là mấy cái mà 12.5 inch hoặc 12 inch thôi, rất là gọn luôn. Và khi mà full viền như vậy thì webcam, camera người ta đặt xuống dưới này nè mọi người nè. Đây, camera ở đây ha, rõ nét và chi tiết. Nè, cái mẫu rất là đẹp. Cái mẫu này thật sự là cái mẫu đẹp của Dell đó. Mình giới thiệu đến mọi người cái cấu hình, sau đó mình chi tiết cái ngoại hình hơn một xíu. Phím là có led phím màu đàng hoàng nha mọi người. Màn hình full HD, full viền và màn hình đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Cho mình quay độ phân giải màn hình là mọi người 1920 x 1080. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì. Nó là Dell Latitude 7370 nha mọi người. Và chip nó là chip Core M7, cái chip mà tiết kiệm năng lượng á mọi người, M7. Nó có M3 nè, M5, M7, thì ở đây là M7. Bình thường mình hay view cái dòng này là chủ yếu là M5. Nay thì có M7 mọi người ha. 6i75 gì đây, mọi người tham khảo thêm. Đây. RAM thì là 8 GB, SSD là 256 GB. Đây. Đó. Nói chung là cái mẫu này á, thì nếu mà sử dụng văn phòng á là ok rồi. Đây là học sinh rồi vậy, học online, sinh viên rồi vậy, mình làm mình không cần những cái thao tác nặng thì mình làm mấy cái này đều được ok hết à. Cấu hình này là dành cho dân văn phòng, webcam rồi đầy đủ, mic đồ ok hết, mình đã test mọi thứ là đầy đủ rồi. Phím có led và mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, mọi người dán vào là đúng khuôn của cái dòng này luôn, rất là đẹp, và gõ kiểu quốc tế là ok. Mình che những ký tự Nhật đi cũng rất là thuận tiện, đúng khuôn luôn nha mọi người. Góc cạnh là đẹp nè, bàn re chuột là đẹp, không có bị mòn. Latitude 7370, cái dòng này thì vừa bền mà vừa đẹp nữa, sự cái thiết kế nó rất là đẹp. Đây ha, vỏ nhôm mà mỏng mà nhẹ nữa, 13.3 inch. Thì cái chỗ này nó có trầy xíu chỗ đây nè mọi người, nó xước vậy như xước lông mèo á. Đây nè ha, tí chỗ này, và đây có một chấm, và bên này nữa chút xíu đây nè. Còn lại là mình thấy là cũng ok, viền là mình đưa tay đi là hả mịn băng luôn, không hề cợm, không hề gì hết. Sạc nó là sạc tai si, mọi người, pin thì nó tầm hơn 3 giờ. Đây nè, sạc tai si nè, ngõ kết nối tai si luôn. Rồi đây ha, ngõ kết nối tai si, ngõ này là HDMI mini nè mọi người nè. Hoặc là những cái dòng này nó giống như là MacBook vậy đó, mà mình có thể là kết nối qua ngõ tai si này để mà ra những cái hub để mình chia ngõ cũng được. Chia ra nhiều ngõ khác nhau ha. Rất là chất lượng. Bên này có USB nè, có tai nghe, rồi SD. Nói chung là tương đối đầy đủ. Đây ha. Bây giờ thì làm cái gì mình cũng hay qua ngõ tai si rồi, cho nên nó là hay hay liên kết qua mấy cái hub đó, qua ngõ tai si mọi người. Mẫu máy là cực kỳ chất lượng, thật sự là cái dòng này rất là chất lượng luôn. Zin đét nha mọi người, zin mỏng, vỏ nhôm viền full, và mình báo giá mọi người con máy như thế này là 5 triệu rưỡi nha mọi người, 5 triệu rưỡi máy kèm sạc tai si Zin. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy là cực kỳ ok, cái dòng chất lượng ha.